Giờ này mà nhạt nhẽo cái gì nữa? Mất biết bao nhiêu là thời gian của người ta. Bây giờ chưa cách tin nữa là sao? Thí sinh đâu? Camera, âm thanh, ánh sáng, bấm đô ly. Phun. Phun thí sinh ra đây. Thí sinh thứ nhất, mời thí sinh Đoàn Hùng Mạnh. Anh, cho em hỏi cái chỗ mà thi thi diễn hài rồi đó, thi Cười Xuyên Việt đổ đâu vậy anh? Em đang đứng cái chỗ đó đó em. Ủa mình thi đây luôn hả? Chứ thi ở đâu cưng? Không phải đâu, trời ơi, thi gì đâu, không thấy ban giám khảo gì, không thấy chấm gì hết trơn, trời gì. Ủa chứ cái đóng với đóng gì em? Ủa anh ban giám khảo hả? Anh là ban giám khảo. Trời ơi, em tưởng là thi chấm là ban giám khảo, là nghệ sĩ rồi chứ. Ủa anh là ai vậy? Ủa, cái... Nè, ăn nói cho đàng hoàng, anh là một đạo diễn nổi tiếng. Trời, phim của anh là phim bom tấn không nha? Dạ anh. Phim anh là những phim thể loại hành động. Trời, bây giờ mà em không hài là anh sẽ hành động em đó. Dạ thôi, để em hài. Dạ. Rồi mời Mạnh. Em xin giới thiệu về bản thân mình. Tuyệt vời. Dạ, em tên là Đoàn Hùng Mạnh. Dạ, sở dĩ là em có cái tên như vậy là tại vì ba má em xin em ra là một thanh niên mong muốn em lớn lên sau này sẽ thật là hùng. Dạ. Mạnh. Dạ. Dạ, đến với cuộc thi này em sẽ diễn một cái vai diễn nhỏ. Nhỏ thôi, rất nhỏ. Một cái nhỏ thôi nha, em không có diễn cái gì lớn được đâu. Dạ. Rồi. Em diễn một cái vai nhỏ. Nhỏ. Ở trong một cái vở diễn nhỏ. Được trích từ một cái đoạn trích nhỏ. Rồi nhỏ quá, khỏi diễn, đi về đi Mạnh. Dạ. Đi về liền đi Mạnh. Dạ không. Đi về liền. Em định giới thiệu, em chưa thi. Dạ. Chứ nhỏ xíu, diễn làm gì? Dạ thực sự ra em đến đây là em, tại vì nghe mấy chế mấy hia rồi khen em quá. Dạ kêu em lên đây đi thi, chứ em cũng không biết chuẩn bị thi gì hết á. Dạ. Dạ mấy giờ em vô đây đó em không biết gì hết trơn trời á. Anh trợ giúp em đi, cho em tình huống diễn đi. Ok. Dạ. Bây giờ anh vậy. Dạ. Anh là một đạo diễn về phim hành động. Dạ. Bây giờ anh muốn vô vai. Em vô vai một người chiến sĩ. Người chiến sĩ hả? Một người. Dạ rồi, chiến em sĩ. Được làm đi. Ê cái gì em biết nè. Rồi. Dạ. Quân bay đâu. Dạ. Trời. Đúng không? Em coi á cái lương nhà má. Em coi cái lương đó á. Gọi là cung nữ đó em. Em coi cái lương thấy kêu quân bay đâu là. Dạ. Làm ơn tập trung giùm anh. Dũng mạnh, hiên ngang. Nhớ không? Rồi bây giờ làm nè, anh nói tới đâu em làm tới đó giùm anh. Dạ. Gồng lên Mạnh. Mạnh ơi, mày bị dập bẹ hả Mạnh? Em đang diễn răng, anh yêu cầu em mà. Dạ. Anh yêu cầu Mạnh mạnh mẽ lên. Siết lại Mạnh, mình siết lại mấy con ốc bên. Thôi khỏi, anh yêu cầu em biết khó lắm Mạnh. Bây giờ mình vô thẳng luôn nha. Mạnh tưởng tượng Mạnh đang đi trong một khu rừng. Một khu rừng vắng, Mạnh đang hành quân. Đi sở thú hả Mạnh? Dạ, quân thì anh nói đi thôi, em đâu biết à. Có gì anh phải nói em mới biết em diễn chứ. Mạnh đi một cái chỗ đồng không mong quạnh. Luồn lách qua khe địch, luồn lách qua hồng xuống của địch. Rồi. Phát. Cái gì? Em đang diễn cái gai nó móc trong quần em. Dạ, em vô gần đúng không anh? Rồi Mạnh đang hành quân, Mạnh gà giác một cây súng rất nặng. Giác một cây súng rất nặng. Nhưng mà giữ hình ảnh hiên ngang Mạnh hiểu không? Không, đối với em cây súng nó nặng lắm, em giác không nặng. Rồi, cây súng nhẹ, đổi cây súng khác cho Mạnh rồi đó. Dạ, nhẹ ha. Nhẹ lại. Rồi tiếp nha. Dạ. Mạnh gặp địch. Trước mặt Mạnh á, trước mặt Mạnh kìa. Thấy ai không? Thấy không? Có gì đâu anh. Nhiệm vụ của Mạnh vô đây là diệt một chiếc thiết giáp của địch, Mạnh hiểu không? Dạ, chiếc thiết giáp của địch. Quan sát đi Mạnh. Tiến lên Mạnh ơi. Mạnh ơi, tiến lên. Tiến lên phía trước Mạnh ơi. Mạnh. Tiến lên. Biết tiến lên không ạ? Anh để em diễn chứ, anh phải có tâm lý chứ. Tại vì em anh phải lùi, em lấy đạn, tiến lên. Thôi được rồi. Cái dạ. Màn biểu diễn của Mạnh tới đây là anh có thể chấm rớt được rồi Mạnh ha. Không, ở dưới quê em nói chuyện vui lắm, em khen em á, trời sao tới đây gớt vậy? Nhưng mà em vô em diễn vậy làm sao mà anh cho em đậu được, thôi mà anh về đi. Không mà em muốn diễn nữa, em muốn diễn cho
cho mấy chế mấy hiên nhà em coi tivi thấy em. Dạ. Rồi bây giờ mạnh muốn gì cái gì nữa? Dạ. Em cưng quá không biết diễn gì nữa em về. Trời ơi. Thí sinh cái gì đâu thiệt. Đoàn Hùng Mạnh hả? Gạch tên nè. Bực mình hả? Cha! 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 Sao lại như vậy? Không thể! Không thể gì được! Cha! Không thể! Con ơi! Không thể đâu! Con ơi! Dạ? Con đang kiểm tra con hả con? Không có, đang diễn á. Trời ơi! Mà ra diễn liền với giao đại nhưng kia mệt quá. Con đang diễn. Dạ, đang diễn. Cái thằng hồi nãy vô đây giao đại không? Dạ. Con vô đây con đại con không cần giao luôn. Dạ. Hay quá con ơi. Là con quá, con tên gì? Dạ. Tên à? Ừ. Bành bông. Bành bông. Bành bành bông. Bành bông. Bành bành bành. Bành bành văng văng. Bành văng bông. Ờ rồi. Dạ. Con tên là Bành Văn Bông. Bành Văn Bông. Trời trời trời. Bành Văn Bông. Rồi Bành Văn Bông ơi, cho con diễn tiếp đi. Rồi con diễn. Đang máu lắm. Rồi máu diễn. Dạ. Kia. Kia. Cái gì? Cái gì Bông? Không có, đang diễn. Kia. Con nhìn kìa. Con nhìn kia. Ủa Bông ơi, con đang làm cái gì vậy Bông? Dạ đây là người cha nói chuyện với con mình. À một người cha. Con nhìn kìa. Con nhìn vào gương mặt của con kìa. Con nhục nhã lắm. Tại sao con yêu một người phụ nữ như vậy? Hay quá Bông ơi. Không thể như vậy được đâu con à. Ủa ba, khoan khoan ba Bông. Ủa sao ba con xuống tông lè vậy? Con này là má con. Trời ơi. Đây có ba và có má chứ. Ờ à, đúng rồi đúng rồi. Không thể được như vậy đâu con à. Trời ơi cho con yêu đi. Tâm à. Cho con yêu đi. Tâm, tâm, dạ, đứa tâm con, à. Đứa con. Đứa con luôn. Mình em đóng nguyên dòng họ mà. Dạ. Không, cho con yêu đi. Con muốn yêu. Đừng, đừng ngăn cản con. Con trai ơi. Rồi, cái này má con phải không? Dạ, không có, này bà vú. Dạ. Đây là bà vú á. Nhà con còn đông lắm mà nó ra 16 đứa lận. À, con bây giờ chú chỉ cần con tóm trong vòng 4 người thôi. 4 người thôi à? 4 người thôi con. Dạ, dạ nghỉ khỏi diễn. Hết rồi, tới đoạn nó hết rồi. Bây giờ chú nói nghe nè. Dạ. Dạ. Bây giờ chú muốn con diễn một cái hoàn cảnh khác. Con hiểu một rồi. Cái sự kiện khác. Đúng rồi, cái tiếp có tiếp mà. Rồi. Dạ. Một năm sau. Con đi vào công viên. Đúng rồi Bông. Con người có lúc lầm lạc mà Bông. Con đã thay đổi. Đi ra công viên. Nhớ về quá khứ. Đúng rồi con, ánh mắt của con phải nhìn thật xa. Con nhớ hoài luôn cái hình ảnh ba mẹ con. Khóc đi Bông, nước mắt rớt đi Bông. Bông ơi. Không có, đang diễn cảnh chờ người yêu mà chờ đâu có làm gì được đâu. Chờ người yêu không tới, đứa đón đi. Chờ, cùng chờ với con đi. Tâm lý sắp tới rồi. Ờ rồi. Dạ, cùng chờ với con đi. Chừng nào người yêu con tới Bông? Trong câu chuyện là người yêu con không tới. Dạ, dạ. Vậy thôi đó là hết rồi đó. Trời ơi. Gì? Rồi rốt cuộc mày nhờ tao diễn cái vai người yêu tao, mày đi business mà sao nãy giờ đợi hoàm thấy? Tại vì câu chuyện người yêu không có tới. Để mày khỏi diễn luôn. Chú yêu cầu hai đứa đi vô liền. Mày diễn mày phải nói chừng nào tao vô chứ. Đập cho mặt mày chứ diễn. Ê nè mày diễn mày mày nhờ tao diễn mày vô chứ. Mày vô đây. Mày vô đây. Mày khỏi về với tao luôn. Trời ơi. Tao nói thiệt mày. Tao sẽ thầm mày. Thôi 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 thi lẹ lên. Trời ơi. Thi sinh tiếp theo. Mày đứng lại. Như vậy, sự thật không phải là như vậy, sự thật là chồng chị chơi chị xấu. Trời ơi, em giải một cái nữa. Cái này mới gọi là diễn xuất nè. Đây, nói mày nghe nè, chị xấu ở chỗ nào? Cái này mới hay nè. Chỗ nào? Mày nhìn mày này đi, mày xấu mà không có kết cấu nha, nha. Chị nói cho mày nghe nè, mày biết chồng chị là đạn lép, mà mày đào nó là sao? Nè nè nè. Nè nhớ chưa? Tao nói cho mày biết. Không chỉ cho mặt tao nha. Tao nói cho mày biết. Sự thật là đạn chồng mày không hề lép nghe chưa? Mày phải coi lại, mày phải coi lại cái bia ở nhà như thế nào mà chồng mày không muốn băng. Trời ơi, mày quýnh mày luôn. Bỏ cái liền, tao quýnh mày luôn.
Khoan, bây giờ. Bây giờ nó nghe nè, hai bạn diễn rất là tốt. Nhưng mà hai bạn diễn như vậy là anh không được. Chết rồi. Cái gì vậy? Dạ. Rốt cuộc cái vụ gì xảy ra đây vậy? Dạ, thật sự ra không phải là thí sinh, hai người đánh đánh ghen thiệt. Hả? Dạ. Dạ đúng rồi, chồng bả đang gào cấu ở ngoài kìa chế. Quýnh nó cho em, nó giật chồng chế. Nói vậy hai người là đánh ghen thiệt. Ngày hôm nay Trấn Thành rất là vui khi được giới thiệu những người bạn của mình trong nhóm kịch, đó là anh Đức, Liêu Hà Trinh, La Thành và Diệu Nhi. Để mà đến với chương trình Cười Xuyên Việt thì dĩ nhiên là có những bạn thí sinh còn rất là ngây ngô, họ làm những cái tiểu phẩm mà không có cái sự chu đáo về chuẩn bị, về ý tứ. Và dĩ nhiên là đây là những cái câu chuyện mà Trấn Thành đã từng gặp và mọi người đã từng gặp, đã từng theo dõi. Và dưới một cái góc nhìn hài hước thì Thành mang lên sân khấu để biểu diễn lại. Và Thành hy vọng rằng là các bạn thí sinh cũng sẽ xem cái tiểu phẩm này mà rút được những cái kinh nghiệm của mình. Đặc biệt là phải cho khán giả hiểu được mình diễn những điều như thế nào. Và nhất là chương trình Cười Xuyên Việt sẽ luôn luôn tạo điều kiện mời đến đây những chuyên gia để có thể hỗ trợ cho các bạn thí sinh, để các bạn ấy có thể mang đến những phần trình diễn hoàn hảo nhất, chỉnh chu nhất dành cho quý vị khán giả. Hy vọng là quý vị sẽ vui và thích cái tiểu phẩm vừa rồi. Xin cảm ơn ạ. Dạ, cũng hy vọng rằng là quý vị thấy anh Đức hôm nay vừa dẫn chương trình mà vừa phải diễn, cho nên nó vậy thôi á, chứ thực sự không phải vậy đâu nha, mạnh lắm á. Kính thưa quý vị, nếu như mà chúng ta sống không thể thiếu không khí, không thể thiếu thức uống, cũng không thể thiếu thức ăn, vậy thì cái cuộc sống tinh thần của chúng ta cũng không thể thiếu tiếng cười. Chính vì vậy mà chương trình ngày hôm nay có mời đến đây thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồ Vĩnh Phước. Xin chào anh ạ. Lời đầu tiên thì anh Đức thay mặt chương trình gửi đến anh một lời cảm ơn vì đã dành thời gian cho chương trình. Xin được mến chào anh Đức, mến chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay anh Đức có thể nhờ anh chia sẻ rằng là tác dụng của nụ cười nó như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta không ạ? Quả thật là ngày hôm nay á, khi mà Phước tham dự vào trong chương trình này thì khi mà theo dõi các tiết mục thì mình cảm thấy rất là vui và mang lại cho bản thân của mình rất là nhiều những sảng khoái. Vậy thì chúng ta đã thấy được là dân gian mình có một câu rất là hay, đó là một nụ cười thì bằng 10 thang thuốc bổ. Đúng như vậy đó, nụ cười như là anh Đức giới thiệu, đó chính là một món ăn tinh thần cho mình. Và một khi mà chúng ta sống mà chúng ta thiếu đi món ăn tinh thần này thì có lẽ là cuộc sống của chúng ta sẽ rất là tẻ nhạt. Vậy thì nếu như những ai mà đang mệt mỏi suốt từ sáng cho đến giờ, tôi nghĩ rằng là chương trình Cười Xuyên Việt này sẽ mang lại cho quý vị rất nhiều những tiếng cười sảng khoái. Và khi mà chúng ta tìm hiểu tiếng cười ở góc độ khoa học thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những điều thú vị khác nhau. Đôi khi thì chúng ta cứ nghĩ là cười nghĩa là một người nào đó mình cười phát ra tiếng. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu tiếng cười trong một nghĩa rộng hơn. Ví dụ như là chúng ta có được một cảm giác khoan khoái, chúng ta có được một cái tinh thần sảng khoái, thăng hoa. Đúng như vậy. Và đó chính là những lúc mà cơ thể chúng ta, tâm hồn của chúng ta được tưới tắm nhiều hơn bởi những tiếng cười. Ngày hôm nay tôi muốn đem đến cho quý vị một tác dụng bất ngờ khác, đó là tiếng cười còn giúp tăng trí nhớ của mình. Đã có một nghiên cứu người ta thấy là chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là bao gồm những người được coi một vở hài kịch trong vòng 20 phút. Và nhóm thứ hai là những người được ngồi ở trong một cái phòng kín và không làm gì trong vòng 20 phút. Thì người ta thấy rằng khi mà khảo sát trên những người mà được coi một cái vở hài kịch thì họ thấy khả năng trí nhớ của họ tăng lên đến 40%. So với lại những người mà không làm gì trong vòng 20 phút thì khả năng tăng trí nhớ của họ chỉ có 20% mà thôi. Bên cạnh đó thì một nghiên cứu khác trên tác dụng đối với lại mạch máu thì người ta thấy rằng là tiếng cười sẽ làm tăng lưu lượng máu ở trong cơ thể của mình. Một tác dụng khác nữa chưa hết đâu. Rất là nhiều tác dụng quý vị ạ. Chúng ta thấy tiếng cười còn giúp cho chúng ta khỏe hơn là bởi vì tiếng cười sẽ làm cho chúng ta tăng hệ miễn dịch. Bên cạnh là tăng cái tế bào miễn dịch ở trong cơ thể của mình thì nó còn tăng những kháng thể. Tiếng cười đó đặc biệt còn giúp ổn định lượng đường huyết ở trong cơ thể của mình. Và tiếng cười còn giúp cho chúng ta thư giãn hơn, thoải mái hơn về tinh thần. Đặc biệt như là những người bệnh nhân bị bệnh gọi là viêm cột sống dính khớp thì những người này vào ban đêm họ ngủ thường thường là họ sẽ cảm thấy rất là đau.
Vậy thì người ta cho những người này được cười sảng khoái thì họ thấy một tác dụng vô cùng tuyệt vời của tiếng cười, đó là chỉ 10 phút cười thôi nhưng có thể đem lại đến 2 tiếng đồng hồ ngủ thật là ngon vào ban đêm. Và do đó khi mà quý vị theo dõi chương trình Cười Xuyên Việt xong thì tôi đảm bảo rằng là tối ngày hôm nay chắc chắn là quý vị sẽ có được một giấc ngủ ngon. Vậy thì anh Đức còn biết thêm có một tác dụng nữa của nụ cười, đó là khi chúng ta cười nhiều thì chúng ta có thể khỏe khoắn hơn và giảm cân được, có đúng không vậy anh Phước? Vậy thì anh Đức có thường xuyên áp dụng biện pháp này để giảm cân cho mình không? Thật sự ra thì anh Đức cười rất là nhiều, nhưng mà thật sự thì dáng của em cũng chưa được chuẩn lắm và hy vọng rằng sẽ ngày càng chuẩn hơn. Sau khi mà dẫn chương trình Cười Xuyên Việt xong thì chắc là dáng sẽ đẹp hơn đúng không? Đúng rồi, dáng chuẩn tự tin tỏa sáng. Và chúng ta cũng biết rằng là đó, khi mà chúng ta cười thì lúc đó là các cơ ở toàn thân của mình, đặc biệt á, mình cười thử đi, anh Đức cười thử đi. Và quý vị cũng cười thử đi, quý vị thấy rồi đó, cơ mặt của mình nè, cơ toàn thân của mình được thả lỏng ra, nhịp tim của mình sẽ tăng nhiều hơn, rồi chúng ta sẽ thở nhanh hơn. Và chính những thay đổi sinh lý này của cơ thể sẽ làm cho lượng oxy đến với lại từng tế bào, từng mô ở trong cơ thể của mình được nhiều hơn. Và đó là những tác dụng tương đương như là những bài tập thể dục nhẹ nhàng. Một người mà cười chỉ trong vòng 1 phút thôi nha quý vị, thì tương đương với một người mà leo lên máy khởi động chạy trong vòng 10 phút. Wow. Và một con số nữa để quý vị dễ nhớ hơn, đó là khi mà chúng ta cười trong khoảng từ 10 cho đến 15 phút là quý vị đang đốt cháy 50 kilocalo. Wow, nãy giờ anh Đức thật sự ra là rất là hưng phấn, bởi vì những cái thông tin mà bác sĩ Nguyễn Hồ Vĩnh Phước chia sẻ ở đây, nào là tiếng cười có thể giúp cho chúng ta hưng phấn nè, giúp chúng ta thoải mái, giúp chúng ta hạnh phúc, rồi giảm cân giữ dáng, rồi phòng chống bệnh tật, tăng sức đề kháng, ổn định đường huyết và làm mà co giãn mạch máu tốt hơn. Quả rất là nhiều công dụng của tiếng cười. Vậy thì quả là không hổ cái câu của ông bà ta ngày xưa, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Và rất là cảm ơn những chia sẻ rất là khoa học và ý nghĩa của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồ Vĩnh Phước. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã đến với chương trình Cười Xuyên Việt ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Đức và xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Hay dậy từ 4 giờ sáng đi ra ruộng rồi giăng câu và bắt cá về rồi đem đi bán xong rồi gì nữa ta, về nhà rồi giặt nguyên một đống đồ, rửa nguyên một thao chén. Mà nó ơi ra đây tôi biểu coi, mà nó đầu chưa chạy chưa chập rồi, giờ này mà cơm nước vẫn chưa xong, làm gì mà như dở đậu vậy ta. Ôi, con út đâu rồi, ra biểu coi. Con út đâu ra đây ta biểu coi, nói đi tìm thằng hai về thăm nước ruộng, làm gì mà nãy giờ không lẹ đi, làm gì mà như vợ ăn đậu vậy. Đó ông thấy không, con ông á kêu hồi nãy giờ mà nó không ra, nó mua một tô hủ tiếu cho tôi ăn nữa à, dạy con vậy đó. Mình ơi, sớm chiều giá dầu nắng mưa, tôi đi ruộng nương suốt mùa, tôi đi vào câu giữa trưa. Tôi biết mình đi lấy xuồng chèo ngược nhánh sông, nhớ tìm một ít bóng kho nấu cơm rồi tôi sẽ về, nhớ không mình ơi mình hơi. Chán ghê, tối ngày cứ nói tao ngu không à, nguyên cái xóm này có ai nói tao ngu đâu, nó chỉ nói tôi khờ chút thôi, tôi không có ngu. Mà nó ơi ra đây tôi biểu coi, mà nó đâu chưa chạy chưa chật rồi, giờ này mà cơm nước vẫn chưa xong, làm gì mà như vợ đậu vậy ta. Mình ơi em về rồi nè, em mới mua bộ đồ mới đẹp của mình. Mình ơi con út đâu rồi hả mình, con út đâu ra đây ta biểu coi, nói đi tìm thằng hai về thăm nước ruộng, làm gì mà nãy giờ con lẹ đi, làm gì mà như vợ đậu vậy. Trời, giọng lắm sao giờ giọng hiền mà dễ thương quá vậy ta, bởi vì đàn ông mà nghe mới
dọn này bỏ xác giữa đường. Chưa hết rồi mà không chịu nấu cơm. Tụm 5, tụm 3, tụm 7 rồi 8. 8 chuyện trên trời, chuyện dưới đất. Ui thiệt là má con Út nó ơi. Tại mấy bà hỏng cho em gì ạ, nên em phải ở lại nhiều chuyện. Đừng cằn nhận nữa mà phải con Út nó ơi. Trời ơi, gì mà cho cái em biến xác như thiên thần vậy trời. Bởi vì mỗi lần mà nó đẹp lên cái là nói cái gì tôi cũng chịu ấy. Mình ơi, sớm chiều giá dầu nắng mưa, tôi đi ruộng nương suốt mùa, tôi đi vào câu giữa trưa. Mình đi lấy xuồng chèo ngược nhắm sông, nhớ tìm một ít bóng kho, nấu cơm rồi em sẽ về, nhớ không mình ơi mình ơi. Cây bộ vậy mà dễ thương lắm á, dễ xài nè, xấu xấu vậy cho mà dễ sai lắm á. Nè, mình ở nhà nấu cơm, em đi tập gym chút bệnh gì à nha. Đi đi tập gym. Anh không cho em đi tập gym mình đâu. Kính thưa quý vị, tôi muốn giới thiệu đến quý vị một tiểu phẩm nói về cuộc sống của những người nổi tiếng với rất là nhiều người nổi tiếng. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với tiểu phẩm Người Nổi Tiếng. Yêu sao biết cho đêm dài, yêu cho đến nồng cay, yêu cho thấy bao lâu. Yêu á hả? Yêu mà sao yêu cái mặt bà lắng nhách vậy? Chứ sáng giờ bán ế buồn, buồn quá mình phải hát, hát thì nó vui, vui thì mình có khách. Ế muốn chết mà nghe bài hát cũng tự tử luôn thiệt. Hát thì trời mẹ. Còn bài nhiều hay lắm. Nhưng mà giờ nói nghe nè. Ông sáng giờ ông ế lắm đúng không? Sáng giờ được giá được có lỗ nào đâu. Quá ế đúng không? Bà cũng ế lắm hả? Rất ế đúng không? Ế lắm. Bây giờ về ông canh hà xe bánh mì cho chút xíu đi, cái là ông bán đắt liền à nha. Tôi đi đây chút xíu hả? Khoan, bà đi đâu mà biểu tôi có bánh mì cho bà? Thì tôi đi cái chuyện mà nó khó nói lắm. Bà phải nói. Bà nói tôi biết rồi, bà đi bao lâu rồi tôi biết, tôi canh bánh mì cho bà chứ tự nhiên bà nói khó nói. Bà đi đâu rồi, tôi đâu biết đi đâu. Cái này ông ép tôi nói đó nha. Đi đâu nói? Tôi đi tới cái chỗ mà. Nói đi. Ê, gặp bà nội này bà nói gì? À, có dạ, khách. Anh ơi. À, anh... Dạ, để tôi dắt dạ, cho dạ, cô. Dạ, à, chào người đẹp. Dạ. Người đẹp đi đâu mà bị bể bánh xe vậy nè? Dạ, em đang đi làm. Ủa, sao anh biết bể bánh xe hay vậy anh? Đây nè, thấy nó bánh xe mềm xèo đây nè. Ồ, vậy hả? Dạ, giùm em nha. Alo, dạ. Alo, anh Hoàng hả? Dạ, trời ơi, anh ơi, em bị bể bánh xe rồi. Phong đoạn đầu tiên là có em hả anh? Ồ vậy hả, em biết rồi. Vậy anh nói đoàn phim chậm chút xíu nha, em tới liền nha anh. Dạ dạ dạ, em xin lỗi anh. Dạ dạ dạ, dạ chào anh ạ. Nghệ sĩ phải không? Trời dạ. Đất tôi hèn chi thấy quen quen. Dạ dạ. Đứng bên kế bên thấy thơm thơm. Dạ chào anh, dạ. Trời ơi cô ơi, cô nổi tiếng lắm. Tôi ái mộ cô dữ lắm. Dạ cảm ơn anh. Cô tên gì vậy? Quên tên. Dạ em tên Diêm ạ. Thị Diêm. Thị Diêm. Thị Diêm. Chết tôi lộn Thị Mười. Xin lỗi con nha. Dạ 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 không có gì anh. Trời ơi nghệ sĩ hôm nay hãnh diện giá xe cho người nổi tiếng nha. Dạ cảm ơn anh. Nó bể bánh sau để tôi tháo bánh trước. Ủa có gì cười vậy anh? Tôi thấy nổi tiếng tôi quýnh lên tên rồi nha. Anh ơi, anh giá giùm em cẩn thận nha anh, tại vì em đi đường xa lắm anh à. Cô yên tâm, cái người ngoài tôi làm ẩu, mà nghệ sĩ tôi làm cẩn thận lắm. Nghệ sĩ là một cái gì đó làm cho công chúng vui là tôi phải làm cho cô vui phải không? Nghệ sĩ hả? Nghệ sĩ hả? Dạ. Trời ơi trời. Nghệ sĩ. Trời ơi, tôi biết cô nè. Dạ. Trời ơi, tôi coi TV, rồi dạ. Tôi có phim đó nè. Trời ơi, ốm ngoài, sao nó ốm nhách vậy? Ốm quá. Mày xấu quá. Mày rất xấu, mày tin không? Cái bà này vô duyên. Trời ơi, nó xấu, tôi nói nó xấu. Tại vì nó không chịu ăn thì nó ốm, nó xấu đúng không? Bây giờ con ăn một cái con mập liền, con đẹp liền luôn con. Dạ. Nha. Vậy cho con tô phở đi.
Rồi bán đi. Con ơi, dạ. Má bán bánh mì. Ủa? Má bán bánh mì. Ủa? Con ăn bánh mì nha. Dạ 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 con ăn bánh mì cho má dạ, nha. Dạ vậy cho con ổn mì ốp la hai trứng à. Rồi. Dạ. Dễ thương quá, con bao nhiêu tuổi nè? Dạ con còn nhỏ mà má. Con nhỏ là bao nhiêu nè? Dạ con 30. Con 30. Dạ. Vậy con lớn hơn má 1 tuổi rồi. Trời ơi. Sướng sát của bà này. Bà nhỏ hơn tao mà xưng má. Ủa? Ờ, vậy là... Má 29 thôi. Ủa? Sao... Tại vì má khổ quá, má già. Chứ thật ra má còn trẻ lắm. Thôi được rồi, con ở đây. Má làm... Không, bây giờ về má miễn phí cho con luôn, má không lấy tiền. Dạ thôi. Bà ơi, bà nhỏ hơn tao mà xưng má hoài. Ủa vậy khi giờ tôi giận con tinh thần được không? Gì? Con tinh thần. Tại sao bà không nhận tôi là con tinh thần của bà? Tôi lại, tôi quỳ tôi lại. Dạ thôi, dạ thôi. Thấy người ta nghệ sĩ bắt sang bắt hoàng làm họ, thấy người ta giàu, con tinh thần. Con yên tâm, con cứ ở đây, con giá xe. Trái về đàng hoàng cẩn thận vô nha. Có bánh mì không? Có bánh mì ha. Con chờ má chút xíu nghe, má làm xong rồi má cho con. Anh mì trời ơi này gì nó nghe là con bánh mì gì hả? Đợi chút xíu để nói chuyện. Nghệ sĩ phải không? Con chờ má chút nghe coi. Nghệ sĩ phải không? Dạ trời ơi nghệ sĩ, trời đất ơi quê dữ lắm nha, đẹp quá trời quá đất nè con. Dạ, nhớ không? Cảm ơn chị. Cái con này đóng mình coi hoài nè con, nghệ sĩ nè con, nhớ không? Dạ không. Có gì kỳ vậy? Con nhìn kỹ lại coi, cái cô mới diễn con mới coi mà sao không nhớ vậy? Nhớ không? Dạ không. Trời đất ơi, con làm quê vậy con? Ông bắt cười quá đi. Dạ, nghe nè, chị thích em. Trời ơi, mê lâu lắm rồi, bữa nay mới gặp nè. Dạ. Trời em diễn có duyên lắm, Vân ơi. Dạ. Dạ, Vân hả chị? Em Vân. Em là Diêm. Vân nào? Diêm. Vân ba. Diêm. Bao Diêm, con gái tôi đó, con ăn mì xào giòn đi con. Dạ không. Con nói nào, im ra nói má nghe, má cho con, má tặng con luôn, không miễn phí. Má không lấy tiền bởi vì tôi biết là nó làm rất là cực khổ. Đúng là nghệ sĩ sung sướng không có sung sướng đâu, làm cũng cực như người bình thường. Coi vậy chứ không phải vậy, con ăn đi giờ má cho. Để chứ ăn mày khỏe mày sức mày diễn cho mọi người coi. Tôi nói chuyện chút xíu coi. Dạ, lâu tôi mới gặp nghệ sĩ nó nghe nè. Trời em ơi, chị không ăn đâu, chị cảm ơn em nghe. Ủa sao xưng má? Má chị? Cho con. Ủa má cho con. Sao xưng má xưng chị đi rồi rối vậy? Em hai nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Trời ơi, mà nội nhỏ người ta tuổi xưng má vậy? Cái bà này nó nghe nè. Cô ơi, tôi giá hình trái tim đẹp lắm. Giá hình trái tim chi vậy anh? Nghệ sĩ mà cái ruột của mình. Ừ, cho tôi nói chuyện với nghệ sĩ chút coi, nó nghe dạ, nè. Giá lẹ lẹ giùm em nha. Em trễ rồi đó. Em ơi, nó nghe nè, cho dạ. Hỏi thăm chút xíu coi. Nói thôi tới nghệ sĩ vô chụp tấm hình đi rồi về con. Đây đây. Dạ, con không chụp. Trời ơi. Gặp nghệ sĩ mới chụp tấm hình chứ, trời đất ơi, lâu lâu mới gặp một lần chứ làm sao mà con tưởng là gặp nghệ sĩ dễ lắm hả? Vô chụp tấm hình nha. Con không chụp. Ôi, chị, à. Chị ơi, bé không chụp thì thôi, chị đừng ép bé làm gì chị thôi. Vậy chụp làm kỷ niệm vậy, khoe anh ta chứ, trời đất ơi, nhưng biết mà... bao nhiêu lâu rồi mới gặp. Bà đi hả? Trời ơi. Bà đi hả? Anh ơi. Trời ơi, con tôi có quyền anh vậy. Tự nhiên nhỏ không chụp cái bài show nhỏ. Rồi xong chi anh, em rồi, đi được chưa anh? Rồi xong rồi hả? Rồi, trả xong. Tiền đi, trả dạ. Tiền. Dạ, trả tiền, trả tiền đi. Dạ, nhiêu vậy anh? Dạ, rẻ mà, nghệ sĩ tôi lấy rẻ thôi. Dạ. Có 200 ngàn à. Hả? Ê, dạ nhiêu anh? 200. Ủa sao giá xe em sao mắc dữ vậy? Tại giá cho nghệ sĩ làm biết bao nhiêu tiền nghệ sĩ giàu à. Có 20 ngàn một lỗ thôi, nỡ lòng nào mà lấy người ta 200. Làm vậy ác nhân thất đức lắm. Người ta nghệ sĩ chứ người ta cũng mồ hôi nước mắt, người ta lao động chứ bộ người ta ăn cướp được hay sao làm kỳ vậy? Yeah! 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 Oh, come on baby! Yeah! 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 Oh yeah, come on baby! Yeah, chưa có thấy con này là gì vậy? Đá theo nó. Khùng hả? Khùng hả? Nè! Giữa đường xuất sắc rồi. Yeah, yeah, yeah gì vậy? Giới trẻ phong cách là nó như vậy. Nó được gọi là street style đó. Phong cách là mình có chợ. Anh làm ơn suy nghĩ lại đi. Không phải bây giờ. 200 ngàn là quá đáng. Anh có tiền quá, tôi có trả cho anh cái số tiền đó. Đúng rồi, nghệ sĩ rồi, đúng rồi. Trời ơi. Rồi tao bụng luôn thấy chân. Tao nhìn cái đầm tao cũng bụng bụng mà. Cái đầm này đầm trăm gửi, trăm sáu, đầm Ngọc Trinh nè. Chị. Trời ơi, trời, tao phải là lúc nào cũng được gặp nghệ sĩ đâu phải. Chị. Chào hai em. Chị là nghệ sĩ. Chị nhận ra em không chị? Chị nhận ra em không? Đâu phải lúc nào cũng có. Cô quên đó đó, bữa cô quay trong nhà thương điên là hai đứa nói rộng á. Chụp hình, chụp hình đi. Không có đâu, không có đâu. Chị chụp hình. Rồi. Thôi tao bụng rụng tay chân hết. Hả? Rồi. Đứng em chụp hình đi. Dạ. Ủa? Dạ chị chụp tụi em đi chị. Chụp đi. Trời đất ơi, hồi sáng giờ tụi em tự xuống mỏi tay rồi. Kiếm người mà hợp phong thủy tụi em chụp không có được. Chụp đi. Chụp đi chị.
Chị cười lên, chị cười lên. Đúng chị không? Ơi, chị không tươi rồi sao tụi em cười được? Thì đó, cái mặt chị căng quá mà cười lên. Thôi trả cười nó đi. Trả nó đi. Trả nó đi. Bây giờ người ta không tới giờ quay đi, người ta còn đi quay phim nữa. Tự nhiên hai người ái mộ không kêu chụp cho người ta, bắt trời ta chụp ơi, mình là sao? Trời ơi, chú ơi, không phải lúc nào con cũng có dịp là kêu nghệ sĩ chụp cho mình đâu. Bởi vì giờ dịp này quý lắm á chị. Tịch thu quá. Trời ơi, kỳ vậy. Trời ơi. Tự nhiên ái mộ người ta kêu tao chụp cho. Ta chơi chụp em một tấm đi là xong rồi chị. Trời ơi, em lại chụp cho nó đi cho rồi đi. Thôi. Trời ơi, em cảm ơn chị. Tôi trả anh 200 ngàn luôn nè. Vậy đây là cái bài học cho tôi. Anh kỳ cục quá, đừng thấy nghệ sĩ rồi bắt đầu hả nghĩ này nghĩ nọ người ta, rồi hả chặt chém người ta như vậy. Tôi đâu gặp cô. Em ơi, tội nghiệp ta ông ơi. Cô. Bây giờ người ta đưa 200 ngàn cho tao mắc coi cô tính xin tôi hay gì á? Cô không có vé số đâu, cảm ơn con. Con đừng có làm phiền cô, để cô đi đi. Cô ơi cô. Cô là... Cô có phải là Thị Diêm không cô? Đúng rồi con. Con thích cô lắm á. Cô cho con xin chữ ký nha cô. Để cho cô đi đi con. Cô ký giùm con đi cô. Rồi ký rồi buông cô ra để cho cô đi làm. Ủa? Đây là tập học của con mà sao cô ký được? Dạ không sao đâu cô cứ ký đi cô. Con thích cô lắm. Cô giống mẹ con lắm á. Trời mẹ đó con có ai cười như cô vậy? Trời đó cô ký đi, để con về con khoe ba nữa. Ủa, mà sao con đi học trời. Mà con bán vé số vậy? Dạ, ngoài giờ đi học, con còn bán vé số để kiếm tiền về cho ba đóng tiền học với lại tiền thuê nhà hả cô? Ba nó xấu lắm, ba xấu tánh lắm. Rồi kiếm tiền để phụ nuôi ba nó. Vậy hả? Rồi mẹ con đâu? Mẹ nó đó là coi như là không còn nữa nha. Dạ. Vậy bây giờ ba con làm nghề gì? Biết ba làm gì không? Làm trời gì? Ơi, thiệt tình, ba nó... Ở sát bên đây, ba nó là người không đàng hoàng tử tế, ba nó là giá xe. Rồi xong. Dạ. Ba con làm nghề giá xe hả? Dạ. Thôi bây giờ cô tính vậy ha. Bây giờ cô sẽ mua hết vé số của con nè, rồi cô chở con đi học, rồi cô sẽ mua cho con một cuốn tập khác để cô ký tên. Tập học này không có ký được nha con. Hen. Cô nói thiệt hả cô? Cô nói thiệt mà. Con cảm ơn cô. Đây để cô mua vé số cho con nha. Nè con giữ đi. Bye bye ba ơi. Ba ơi, cô con dặn đóng tiền học phí á, trễ quá rồi. Bây giờ chú ba thay mặt ba con. Dạ. Chú ba thay mặt ba con là đồng nghiệp với chú. Ê, chú ba nào? Ủa là sao? Sao mà nói? Để. Bây giờ chú ba cho con 200 ngàn. Dạ. Chú ba thay mặt ba con cho con 200 để con đóng tiền học. Ủa, ba, sao kỳ vậy? Tôi hiểu rồi. Tối dạ quá. Anh là ba của bé phải không? Anh chặt chém tôi để đóng tiền học phí cho bé hả anh? Tôi biết anh là thương con dữ lắm, nhưng mà không phải vì vậy thì làm tất cả mọi chuyện, kể cả việc xấu luôn nữa. Cho dù anh là người thế nào đi nữa thì tôi biết anh vẫn là một người cha rất là thương con của mình. Dạ anh ơi, anh suy nghĩ lại việc mình làm đi anh à. Đồng ý là thương con, nhưng mà không phải là bất chấp mọi chuyện để mà làm vì con của mình. Con của anh biết được chuyện này nó cũng không có vui đâu anh. Anh ơi. Thưa cô, thật sự là ngày mai là đóng tiền học cho cháu. Dạ. Tôi rất là ái mộ cô, tôi quý cô lắm. Nhưng mà tiền này tôi chặt chém cô là để tôi đóng tiền học cho cháu chứ. Nhưng bây giờ tôi biết lỗi tôi rồi. Tôi hứa với cô tôi sẽ sửa sai. Dạ. Nói vậy anh... nè, trả 200 ngàn cho người ta đi, đưa 20, cô đưa 20 đi thôi, còn gì tôi cho mượn cha. Đi. Dạ thôi, đây. Con đã biết được hoàn cảnh rồi thì em vẫn gửi cho anh 200, rồi em cho 200 ngàn cho bé nè. Coi như em lấy những tấm vé số này hen. Rồi coi như là hai cha con vui vẻ đi. Với lại tôi muốn nói với anh chuyện này nè, đừng thấy nghệ sĩ rồi tưởng nghệ sĩ giàu có nha. Ai cũng phải lao động mới có tiền hết. Cho nên đừng nghĩ nghệ sĩ giàu mà tội nghiệp nghệ sĩ lắm. Con phải thương ba con nhiều hơn nghe, phụ ba nhiều hơn. Anh, con gái nhờ đức cha đó nghe. Cho nên là phải suy nghĩ thật kỹ việc mình làm anh hen. Cô cho 400 ngàn này nhiều, tôi đội ơn cô lắm. Dạ. Tại sao cho thêm 100 đi, đủ 500. Thấy không, cũng cách đặt đó. Cô giỡn à. Rồi, vậy đi nha. Rồi dạ. Lần sau có dịp á, tôi lại tôi thăm mọi người luôn hen. Dạ. Rồi, giá xe cho tôi rồi phải không? Dạ. Con gái, dạ. Con gái ăn ở đây con. Không ăn thì xe cho con gái đem về nhà, con gái ăn nha. Thôi chị ơi, chị cảm ơn em nghe bé hai. Rồi đi con, mình đi, cô chở em đi học luôn. Cảm ơn anh nghe. Cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ rồi. Ước gì cô là mẹ nó. Cảm ơn vở kịch Người Nổi Tiếng với sự tham gia của bé Uyên Nhiên, bé Hoàng Yến.
Khả Như, Quỳnh Lập, nghệ sĩ Thị Mười, nghệ sĩ Thanh Thủy, nghệ sĩ Tấn Quang và nghệ sĩ Lê Khánh. À, cảm ơn. À, cảm ơn rất là nhiều. Và sẵn đây anh Đức xin muốn mời lại đây để hỏi một vài câu chuyện thôi. Mời anh Tấn Quang ha. Anh Đức à, bây giờ tôi đóng cái vai xấu tôi không dám nói gì hết trơn á. Hỏi mấy người kia chứ tôi không biết gì tôi nói, cho tôi đi vô đi. Ủa? Thông cảm rồi. Rồi vô, vô hết hả? Không có, hỏi cái Thủy kìa. À. Hỏi người đó tiếng đi chứ tôi bất cỡ lắm à. Ủa rồi rồi. Trời ơi, chạy hết trơn luôn rồi. Thiệt tình. Người nổi tiếng à. Thật sự ra thì anh Đức muốn hỏi chị Lê Khánh là đã bao giờ trong cái cuộc sống này chị gặp phải những trường hợp éo le như vậy chưa? À, thật ra thì Khánh cũng có gặp một số trường hợp cũng vậy ngoài đời rồi. Chẳng hạn như là nhầm tên của diễn viên này qua diễn viên khác, sai chữ lót cùng tên, hoặc là một cái tên khác hẳn luôn. Cho nên cũng xảy ra những cái tình huống dở khóc dở cười, nhưng mà riết rồi cũng quen. Rồi nhầm lẫn đóng cái phim này qua phim khác. Đó. Đó, rồi cũng nói là ở sao ngoài đời khác, rồi ở trong phim khác, rồi mày nha, mày ác lắm nha, quỷ, mày giết người ta. Tức là có rất nhiều khán giả khác nhau, mỗi người có một cảm xúc khác nhau. Và từ cái điều đó thì mình thấy rằng khán giả Việt Nam cũng rất là quan tâm đến phim Việt Nam, cũng như là quan tâm đến những chương trình của nước chúng ta, và cũng rất là yêu quý nghệ sĩ. Chính vì vậy thì nghệ sĩ phải sống làm sao để xứng đáng với tình cảm của khán giả nhiều hơn nữa. Đúng rồi đó quý vị, nghệ sĩ chúng tôi đôi khi là phải gặp những cái trường hợp éo le vậy đó. Nhưng mà lúc nào cũng phải nở nụ cười đúng không ạ? Đôi khi mình gặp rất là nhiều chuyện bực bội, khó khăn, nhưng mà mình luôn phải nở một nụ cười. Chính vì vậy mà cái cuộc sống của nghệ sĩ thấy trên sân khấu, thấy trên màn ảnh, thấy tươi vui vậy đó. Nhưng mà đôi khi cũng gặp những cái trường hợp khó xử đúng không? Vậy thì cuộc sống bộn bề như vậy, nếu như mà chị Lê Khánh làm hài thì chị lấy chất liệu từ đâu để mình mang đến một cái tiểu phẩm hài, hoặc là một cái chiêu trò gì đó hài để cho quý vị khán giả xem, thì xin chị Lê Khánh có thể chia sẻ cho các bạn thí sinh của cuộc thi Cười Xuyên Việt được không ạ? Khánh xin chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân Khánh. Thì đầu tiên là mình sẽ đọc kịch bản để mình tìm được cái nhân vật của mình là nhân vật như thế nào, có những cái số phận ra sao và những đất diễn ra sao, cũng như là những tính cách như thế nào. Thì từ cái điều đó thì mình sẽ phát triển ra từ cái góc, rồi mình sẽ thêm những cái mảng miếng trong nghề, thì gọi là mảng miếng, để cho nhân vật nó duyên dáng hơn, nó thú vị hơn, nó hài hước hơn và đến gần với khán giả nhiều hơn. Và những cái nhân vật đó chắc chắn là sẽ không phải là bản thân của mình. Chính vì vậy mình sẽ vay mượn từ cuộc sống của mình. Một cái cô bán hủ tiếu hay là một cô bán bánh cuốn, thì Khánh có thói quen là rất là thường xuyên để ý những người mà buôn bán ở ngoài đường, ngoài phố, để mà mình có thể mình học hỏi kinh nghiệm từ những lúc mà mình quan sát họ. Và những cái câu chuyện cười của mọi người kể cho mình nghe, hoặc là bạn bè nói chuyện với nhau, rồi mình sẽ nhớ lại những cái tình huống đó để mình có thể đem vào cái nhân vật của mình những lúc mà phù hợp nhất, để cho nhân vật của mình nó sống động và dễ thương hơn. Xin cảm ơn chị Lê Khánh. Các thí sinh thân mến, như vậy là chị Lê Khánh đã chia sẻ các chất liệu để làm hài, thực chất ra đơn giản chỉ trong cuộc sống của chúng ta thôi. Và cảm ơn những chia sẻ quý báu của chị Lê Khánh, và một tràng pháo tay nữa dành cho nghệ sĩ Lê Khánh ạ. Xin được cảm ơn chương trình rất nhiều, xin được cảm ơn anh Đức đã trò chuyện với Khánh, và xin chúc cho các bạn thí sinh sẽ tự tin để mà hoàn thành tốt với công việc của mình, và chúc cho chương trình Cười Xuyên Việt thành công rực rỡ. Xin được cảm ơn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với đêm gala đầu tiên của Cười Xuyên Việt năm 2015. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Và tiếp tục chương trình, anh Đức xin mời quý vị hãy cùng đến với một tiết mục đậm chất miền Tây Nam Bộ. Đó là ca khúc Anh Đi Giữ Vườn qua phần thể hiện của đôi song ca. Và tiết mục tiếp theo đây anh Đức muốn giới thiệu đến quý vị, đó là một chuyện tình của một đôi trai gái. Họ yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Nhưng bất ngờ 60 năm sau họ gặp lại nhau. Và họ gặp lại nhau, có đến được với nhau hay không? Thì xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ hai nghệ sĩ Phương Dung và Hữu Phước trong tiểu phẩm hài Tình Quê. Trời ơi, trời ơi, người ta mời mình đi ăn đám giỗ ở xóm trên, nhà mình thì ở dưới xóm dưới, mới đi giữa xóm đuối hàng. Thôi,
ngồi ở đây nghỉ mệt. Đây á, ham hố ăn uống, mình lên sớm chơi, mình ăn đám dỗ nhà người ta, rồi một lát là dòng về sớm dưới người ta quất cái đám ma của mình. Thôi, ngồi đây nghỉ mệt rồi về với đứa cháu, ăn cơm với đứa cháu cho nó chắc ăn. Bà dòng. Chị ơi, bà chị ơi, làm ơn cho hỏi thăm chút xíu. Bà chị ơi, bà chị, ông anh mới hú đó hả? Ở đây có hai người, tôi không thổi không lẽ ma thổi. Có kêu người ta thì có tên có tuổi đàng hoàng, chứ đâu phải thứ mèo mã gà đồng đâu hở ra chút chút. Kêu đàng hoàng không dừng lại, hút gió mới dừng lại. Bảo đảm bà này hồi nhỏ cũng quậy banh nhà lòng luôn nữa. Ấy trời. Hỏi đâu? Thăm bà chị vậy nè. Hỏi gì? Tôi nhớ ngày xưa ở đây nó có cái cây cây đa. Ừ. Rồi bây giờ người ta đốn rồi, người ta trồng nguyên cái cây cột đèn điện. Vậy hả? Bộ đuôi sao không thấy? Còn ngày xưa tôi nhớ đây là cái đìa chăn vịt. Bây giờ người ta lấp đất rồi, người ta xây vận động để cho tụi trẻ đá banh. Vậy hả? Bộ ông anh bộ đuôi hay không thấy gì vậy? Khôn. Xin lỗi bà. Xa 70-80 cây số tôi nhìn tôi cũng vẫn còn thấy à. Sao mà thấy được? Nhìn bằng ống dòm. Đồ gì mà? Không có dấu gì bà chị. Chủ gì? Nhà bà chị ở đâu ạ? Trời ơi, tưởng gì? Hỏi gần hỏi xa, chẳng qua hỏi nhà của mình. Giờ cái bản mặt là ăn trộm chắc luôn. Nhìn bà chị nhà có cái gì đó ăn trộm. Ông anh à, dừng nào cọp đó nha. Nãy giờ tôi thấy ông anh xúc phạm tôi nhiều lắm rồi. Ông anh tin không? Với cái thái độ này mà còn xúc phạm với tôi á, chỉ cần tôi búng tay một cái thôi, giang hồ tới luộc. Giang hồ? Đàn em của tôi cỡ nào? 10 đứa lận nhắm ổn không? Một đứa nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi, còn 9 đứa kia đó cỡ tuổi tôi trở lên. Nhắm luộc nổi nó không? Ừ. Xin lỗi bà. Giang hồ. Bà biết giang hồ gốc không? Kêu lại đây coi chơi. Nó nè. Một mình tôi dám chấp 80 thằng. Dám chấp 80 thằng kết quả ra sao? Tụi nó vô bệnh viện hết. Trời ơi, ông quánh gì mà tụi nó vô bệnh viện hết vậy ông? Nó khiêng tôi vô bệnh viện á. Cha nội này có duyên dữ lắm đây. Không nói dấu gì bà chị. Ngày xưa tôi có người yêu ở trong cái làng này. Tôi bảo đảm nha, ngày xưa ghệ cha già nè, bèo nghèo với chả dữ lắm. Bộ bà chị không được, tôi làm bèo nghèo bà chị tức hả? Cái gì? Ẩm có cửa đâu cưng. Đừng có mơ, người yêu tôi đẹp lắm. Tôi nhớ nhà nàng ở đây nè. Đi thẳng, rồi quẹo tay trái. Nhà nàng tôi nhớ à. Ở sau đình, ba nàng thì thích coi hát bội, còn nàng thì thích coi cải lương ở sớm đình. Ủa sao bà chỉ biết? Vậy người con gái đó tên là Nguyễn Thị Mén. Ủa sao bà chỉ biết? Ôi trời đất ơi! Đứng lại. Già mà còn háo sắc. Háo cái gì nữa ông ơi? Ông cho tôi hỏi thăm, ông có phải là ông Tèo Chăn Dịch ngày xưa ở xóm đình không? Tèo Chăn Dịch? Bà chị là ai mà bà chị biết tôi vậy? Không phải mén đâu. Sao không phải mén? Xấu quá. Trời ơi, già rồi mà còn trẻ đẹp gì với ai đó. Ngày xưa ông ngày có, xưa ông ngày có xưa tặng cho tôi có cho cô mén một cái một cây kẹp lụm ở cống cống giữa hồ cá cha. Thúi ơi là thúi nè, phải không? Ngày xưa tôi có tặng cho ông anh một cây khăn. Cái khăn thiêu hình con cua phải không? Đúng cái khăn này rồi. Kỷ vật năm xưa đây mà.
mến. Em mày đi đâu về sư sao chục năm nay không về, nhớ ông thầy mù nổi. Ô mẹ ơi sao già dữ vậy cha. Hồi xưa ta nói cái mặt láng e bây giờ mụn không. Tóc hồi xưa đen thui sao giờ trắng dữ vậy hả Tèo? Em có hơn gì anh đâu. Là sao? Bộ 60 năm nay mén không soi gương hả mén? Ngày nào cũng soi. Ngày xưa vừa đi vừa chạy, giờ đứng với ba chân này nè. Không có cây gậy này té thấy mụ nội. Ôi lại đây ngồi với anh đi cưng. Trời đất ơi thôi ông nội ơi, già rồi mà ông kêu cưng này cưng nọ. Lâu quá rồi 60 năm mới gặp. Mén à, từ lúc anh quen mén cho tới bây giờ cách trở 60 năm, lần đầu tiên anh mới thấy em cười tươi như thế này. Đời tôi bi kịch lắm ông ơi, nếu mà tôi không cười chắc là tôi không sống nổi gặp ông tới giờ này đâu. Ý mèn ơi, ông cũng cười kìa. Tôi sẽ làm bồ xanh mã đẹp nếu tôi không cười như thế này. Vậy thì hai đứa mình cùng cười ngày gặp nhau phải không ông? Thôi cho anh ôm miếng đi. Ê bậy, bỏ qua đi nghe. Thôi tôi đi về. Sao về? Trời ơi, ngồi ở đây với ông không có được đâu. Trời ơi, tía là. Tía chết rồi còn đâu nữa mà la. Thì có gì thì ngồi với anh đi. Không được, người ta dị nghị. Dù sao đi nữa tôi gái đã có chồng. Có chồng? Bà có chồng rồi. Có chồng rồi. Cái đồ phản bội. Cái đồ qua cầu rút ván. Cái đồ. Đồ gì? Đồ second hand. Xe kênh hay là đồ gì? Đồ cũ á. Cũ nữa bà, đồ cũ đi, bà đặt hen này hen nọ. Mà tại sao bà có chồng, bà không chờ tôi? Tôi chờ đợi ông quằn quại mòn mỏi thê thảm cho đến đúng một. Một năm. Một ngày. Bà này khoái lấy chồng lắm nè. Trời ơi, tía đánh quá ông ơi, thành ra sau một ngày đó tôi phải chấp nhận lấy chồng. Chồng tôi đánh tôi một ngày không đủ hai cử, ăn cơm không ngon ông ơi. Trời đất ơi. Nó ở đâu? Nó đâu mà chỉ nó cho tôi. Làm gì? Tôi xử nó cho coi. Trời đất ơi, đứng cái chân nó còn dung dung rồi đi xử người ta. Còn miếng nào xử miếng đó. Ê, nó đi bắn muối rồi. Nó bắn muối là sao? Nó chết rồi. Là nó chết rồi. Còn ông nữa, ông đi đâu biệt xứ 60 năm nay không về. Tôi có hơn gì bà đâu. Là sao? Tôi cũng có vợ rồi bà ơi. Trời đất ơi, vậy mà chửi mắng tôi. Cũng may là tôi nghe lời tía tôi lấy chồng rồi. Chứ không chờ đợi con trai già này mò mỗi 60 năm mà không biết mùi chồng là gì rồi. Bà khác. Tôi khác. Khác chỗ nào chứ? Bà bị ép lấy chồng. Còn tôi thì bị... Thì sao? Bị gạt. Ai gài? Gái gài. Ủa con nào ngu mở gài ông vậy ông? Rời bỏ nơi đây, tôi lên Sài Gòn tìm công ăn việc làm. Mục đích của tôi kiếm tiền thật nhiều để về đại đất này, xây một căn nhà trong làng này, để trở thành trai trong làng và được lấy bà. Tôi mới xin vào làm công trong một gia đình. Ông bà chủ giàu lắm mà keo kiệt. Tội không? Con đàn cháu đông, trong đó con nhỏ xấu ve kêu luôn mà. Nhìn nó hồi nhũ não luôn á. Vậy à? Nó thích tôi mà tôi đâu có thích nó. Trời ơi. Rồi lần sinh nhật 19 của nó, nó kêu tôi tới nhà. Khi tôi đến tôi mới phát hiện có mình tôi với nó. Nó lấy rượu cho tôi uống. Trời ơi, đừng có uống rượu nha. Ngu sao không uống. Sao vậy? Rượu tay mà. Làm ngố quá. Tôi uống vô rồi tôi không biết gì hết trơn á trời. Rồi sao nữa? Rồi cái nó. Nó là sao? Nó cướp mất đời trai của tôi luôn bà. Nghe nói nổi da gà. Ông bà chủ biết được mới đuổi tôi với nó ra khỏi nhà. Tôi đạp xích lô tôi nuôi nó. Nó sanh cho tôi được thằng con trai. Năm con tôi 3 tuổi bắt đầu nó nổi cơn điên. Rồi một buổi chiều nằm đứng dưới gốc cây, một cơn gió thoảng bay ngang, trái me rớt trúng đầu nứt sọ. Từ đó tôi nuôi con tôi lớn lên lấy vợ cho nó, sanh cho tôi được thằng cháu nội. Con tôi bị bệnh qua đời, con dâu theo trai.
mà thú thật. Ngày nào tôi nhớ tới bà, không ăn không ngủ. Còn bà sao? Nhớ ông. Nhớ ông ăn ngủ gì được. Mà hôm nay em về làng chi đây? Không nói dâu gì bà. Thằng cháu nội tôi có người yêu ở trong cái làng này nè. Vậy hen. Mà nghe nói bà nội con nhỏ này khó lắm. Ừ. Tôi về đây kiếm bằng được bà này để tôi nói chuyện đó bà. Thôi thôi thôi, đừng có hung hăng nữa. Tôi nói tôi quen hết cả cái xóm làng này là ông nó coi nói cho tôi một tí đi. Tôi lại tôi nói với bà nội nhỏ đó cho. Vậy hả? Ừ. Con nhỏ này là cô giáo. Wow. Bạn đồng nghiệp của cháu gái tôi rồi đó nha. Vậy hả? Ừ. Nó có một ruồi ở đây nè. Một ruồi. Nó tên là Nguyễn Thị Út. Ủa sao bà biết? Nguyễn Thị Út, cháu gái của bà Nguyễn Thị Mén. Cháu bà. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Là sao? Tôi không thể nào cho cháu của tôi lấy cháu của ông được, bởi vì cháu của ông là người ngoài làng. Ngoài làng? Ủa sao cái câu này nghe quen quen? Hồi xưa tía nói tôi với ông đó, đây là truyền thống gia đình nhà tôi, là gái trong làng dứt khoát phải lấy là trai trong làng. Gia đình tôi là thủ cụ bài tân mà. Thủ cụ bài tân. Ngày xưa ba bà cũng nói với tôi câu này. Chính xác. Cũng vì câu này mà tôi với bà yêu nhau mà phải xa nhau. Để bây giờ 60 năm sau gặp lại hai người mà sáu cái chân nữa. Bây giờ người ta lên tới cung trăng rồi mà bà cứ dậm chân tại chỗ hoài. Bà không sợ bánh xe lịch sử nghiền nát men hả men? Mắc gì phải sợ. Nói bà nói chuyện với cái đầu gối hay hơn. Thôi tôi đi về. Ôi về chi sớm em. Tôi về tôi kể cho cháu tôi nó nghe. Cháu tôi sẽ kể lại cho cháu bà nghe. Nhưng bà nhớ một điều đó. Một khi tôi rời bỏ nơi đây thì hình ảnh cô Mén ngày xưa không bao giờ còn trong tâm trí tôi nữa. Vĩnh biệt bà. Anh Tèo. Tèo nào? Anh Tèo chăn dịch của lòng em. Gì vậy Mén cưng? Thôi được rồi, phá lệ. Tôi đồng ý cho tụi nó yêu nhau. Vậy mới là Mén của anh chứ. Lại đây ngồi với anh đi cưng. Nghe vậy là đồng ý rồi phải không? Đồng ý, nhưng mà trước khi mà cho tụi nó mừng đám cưới đó, ông hứa tôi chuyện này đi. Hứa gì? Ông hứa với tôi là ngày tụi mừng đám cưới rồi đó, ông phải thức gần bên tôi suốt đêm. Thì thức. Không nổi đâu. Có anh đi mà làm gì không nổi. Già rồi không nổi đâu bà ơi. Đi mà. Bà đừng khủng bố tôi nữa bà ơi. Ê, ông đừng có tầm bậy tầm bạ nha. Ý tôi đó là thức gần một đêm, mình kể chuyện ngày xưa của mình cho tụi nhỏ nó nghe đó mà. À, uống trà đàm đạo thì được. Ừ. Chứ thức suốt đêm mà sáng là đem chôn tôi luôn đó bà. Sao mà người Sài Gòn nói chuyện yếu đuối quá vậy? 60 năm nay không gặp, bây giờ gặp lại nơi hoang vắng này, trái tim vẫn còn rung động lắm. Sẵn đồng trống quan du không có ai nè. Cho cái đi. Trời Phật ơi. Già rồi mà ông nói tầm bậy tầm bạ vậy vậy. Cho tôi hung cái đi. Hung thì nói bà nó hung. Nè má nè hung đi. Không phải hung vậy đâu. Chứ sao? Hung môi á. Trời ơi. Già 80 tuổi rồi ông ơi. Ông hung môi tôi, ông hung vô lấy da. Răng nó dụng hết còn nú không sao. Trời ơi bà nghe cái tiếng gớm quá bà ơi. Bây giờ dẫn tôi về nhà đốt nhang cho ba bà. Sẵn thăm đứa cháu nội được không? Được, đi nha tôi. Đi từ từ nè. Bậy, đàng hoàng. Thôi ông ơi. Bà ơi. Thôi đi đại đi ông à. Đi. Sau 60 năm thì hai người cũng gặp gỡ lại nhau. Bây giờ xin mời hai nghệ sĩ Phương Dung và Hữu Phước hãy trở lại sân khấu ạ. À, xin giới thiệu đến quý vị cặp nghệ sĩ Phương Dung và Hữu Phước đã gắn bó với nhau rất là nhiều năm và có rất là nhiều vở kịch nổi tiếng, và đặc biệt đó là cái vở Sức Môi để đoạt giải trong Gala Cười nữa. À, vậy thì trong tất cả các tiết mục mà hai anh chị kết hợp biểu diễn thì em hỏi chị Phương Dung đi, chị thích nhất là tiết mục nào? À, thì nếu mà nói thích tiết mục nhất là tụi chị thích tiết mục Tình Quê này. Dạ. À, bởi vì đây là một cái tiểu phẩm mà
nó mang rất nhiều ý nghĩa. Cũng như các bạn, và Đức thấy là cười cũng có, hỉ nộ ái ố đều vô trong cái kịch bản tình quê này. Đồng thời là cũng thấy là có những tiếng cười, cuộc đời của hai ông bà này nếu mà không có tiếng cười thì có lẽ là sẽ không còn tồn tại để khi 60 năm sau hai người gặp lại. Dạ, yeah, những tiếng cười rất là ý nghĩa. Và qua cái tiểu phẩm này thì quý vị và các bạn cũng thấy được giá trị của nụ cười, nó bổ ích cho cuộc sống chúng ta như thế nào. Vậy thì Đức xin hỏi thêm nghệ sĩ Hữu Phước là để có được những tiếng cười ý nghĩa như vậy thì khi mà muốn truyền tải một thông điệp, một vở kịch đến cho khán giả thì chúng ta cần chú trọng những cái điểm nào? Anh có thể chia sẻ cho các thí sinh có thể nắm bắt rõ hơn không ạ? Có một cái điều muốn gửi gắm đến các bạn trẻ đang tham gia cái chương trình Cười Xuyên Việt. Một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu nói chung và những người nghệ sĩ chuyên diễn hài nói riêng thì lúc nào cũng nên chú trọng vào một cái điều là ngoài cái yếu tố mà thiên phú, chúng ta có năng khiếu, chúng ta nên chú trọng về phần nội dung kịch bản. Một cái tiểu phẩm dựa trên một nội dung kịch bản có ý nghĩa, chứ đừng chạy theo thị yếu tiếng cười bình thường. Đó là cái lối mòn đưa chúng ta tới thất bại hoàn toàn. Thì mong rằng các bạn trẻ lưu ý khi làm những tiểu phẩm hài, đặc biệt là các bạn trẻ hiện giờ đang có tài năng, nên chú trọng vào nội dung nhiều hơn là chỉ gây tiếng cười đơn thuần. Rất cảm ơn những ý kiến chia sẻ của nghệ sĩ Phương Dung cũng như nghệ sĩ Hữu Phước. Các bạn thí sinh chắc là qua đêm nay sẽ có thêm những kinh nghiệm quý báu để chắt lọc những cái nội dung mình đưa vào kịch bản làm sao gây được những tiếng cười thoải mái nhất, và cũng sẽ có những thông điệp ý nghĩa gửi đến cho cuộc sống. Và một lần nữa xin một tràng pháo tay cảm ơn nghệ sĩ Phương Dung và nghệ sĩ Hữu Phước ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sảng khoái hơn nữa. Chúng ta hãy cùng cười ha 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 để đến với một tiết mục ha 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 qua phần thể hiện của nhóm ha ha ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cảm ơn tiết mục của nhóm. Và kính thưa quý vị, cho đến thời điểm này thì cuộc thi Cười Xuyên Việt đã trải qua một hành trình đầy thử thách với những cái vòng sơ loại ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Cần Thơ để tuyển chọn ra được các thí sinh vào vòng bán kết. Và các thí sinh đã vượt qua vòng bán kết và chỉ còn lại 12 thí sinh đi tiếp vào vòng chung kết thôi. Và để hé lộ một chút thông tin về cuộc thi Cười Xuyên Việt, xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi clip của chúng tôi. Những nhân tố hài tiềm ẩn ở mọi miền đất nước cùng tê tụ. Các thí sinh triển vọng lần đầu tiên chinh phục sân khấu lớn. Ban giám khảo hài hước nhưng vô cùng khó tính. Tôi sẽ coi bạn diễn kịch như thế nào rồi bạn sẽ biết tay tôi. Các bạn phải làm được những cái nét riêng. Hài không phải là những lúc tay chân mặt mày méo mó. Hài là tình huống bất ngờ, bất ngờ, bất ngờ. 12 gương mặt cá tính, tài năng nhất sẽ xuất đầu lộ diện. Cô hay người mắt cô long lanh. Thiên linh linh địa linh linh hủ hấm hôi gần đậm cách thân bé thiệu. Và đoạn clip vừa rồi cũng đã khép lại đêm gala đầu tiên của Cười Xuyên Việt.